Những hiện tượng hiếm gặp của thiên nhiên tưởng thú vị nhưng ẩn chứa bên trong là hiểm họa khôn lường. Vết nứt. Nếu đang đi bộ trên tuyết và bỗng nhiên cảm thấy mặt đất rỗng hơn trong khi tuyết đang nứt ra thì đã đến lúc tìm nơi ẩn nấp rồi. Bởi lẽ đây là dấu hiệu cho biết một trận lở tuyết đang đổ xuống. Mặt trời xuất hiện vết răng cưa. Đừng lo vì đây là dấu hiệu của một cơn bão mặt trời, làm nhiễu loạn ánh sáng bức xạ khiến cho mặt trời có hình thù hơi lạ lùng. Hiện tượng này không gây nguy hiểm cho con người nhưng cũng nên cẩn thận và che chắn mắt đầy đủ.